Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú. Giao lưu một cây sơn liễu nha. Cây này có quanh là 6 nha. À, cao là 15, còn cái tán ngang của nó là 40. Cây em khai thác bầu đất rinh nha. Đây, dòng lá đỏ nha anh chị cô chú. Đây, những chi chốt xương râm nó là quá già luôn nha anh chị cô chú. Bao già luôn. Sơn liễu lá đỏ nha. Dòng sơn liễu này về anh chị cô chú có thể hạ thủy nha, vào hồ cá hoặc hồ Long Bộ ghép tiểu cảnh nha anh chị cô chú. Sơn liễu lá đỏ nha anh chị cô chú. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã xin bài và ủng hộ luôn.